Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Murat, một vị tướng sát thủ mà thời trước á thì thực sự là càng quét cực kỳ là tốt trong danh. Nhưng mà thời điểm hiện tại sau khi rất là nhiều vị tướng sát thủ cơ đồng ra thì Murat đó là sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Bởi vì sau khi các chất tướng cơ đồng xuất hiện thì dễ bắt bóng Murat hơn. Thời trước thì được coi gọi là bắt Nakaroth và nám Murat, giống như bắt Mộ Dung nám Kiêu Phong ấy. Kiểu hai vị tướng đó thì thời trước thì được coi đó là can quẹt ở vị trí đi rừng thì phải gọi là siêu bạo luôn. Tất nhiên thì thời điểm hiện tại thì Ná cũng vậy, và kể cả đó là Murat cũng vậy. Và trận đấu này thì cũng khá là hữu duyên anh em ạ, khi mà mình thì cũng chạm mặt đó là với Ná của team bên địch luôn. Thì bây giờ anh em thấy thì mình sẽ thực hiện gánh khu vực đường ta thân. Đây, pha này thì sẽ lại bắt Ari của team địch. Ổi tiếc thế, Ari của team địch tốc biến bỏ chạy thôi. Thôi chắc có lẽ là bây giờ đó là mình sẽ tích điểm đội tài để xem là vào có bắt được Ari hay không nhá. Một lượt này, hai lượt này, ảo hành trạm. Nhưng mà Ari team địch thì biến về khá là xa rồi, nên là chắc có lẽ mình sẽ dọn dẹp sóng đam lính này cùng với Ngô Khống. Hai người thì cũng đã đạt level 4 rồi, và quay trở ra ăn luôn đó là con ta thân xê ra này. Rồi, ta thân xế giá thì vừa đó là xuất hiện. Thì ăn xong con ta thân xế giá này, anh em thấy thì bộ sánh của tém địch tâm khoảng 5 hoặc là 6 giấy gì nữa ra. Ăn xong con ta thân xế giá này, mình sẽ di chuyển sang con bộ sánh của rừng tém bên địch luôn nhá. Ôi, mình vẫn đang chưa cái trưng trì, nhưng pha này phải giật bóng về thôi. Bởi vì ná của tém bên bàn thì không ăn rồng mà lùi về ăn bộ sánh rồi. Mình sẽ ảo anh chàm, còn một tí máu kia. Tiếc nhờ, chưa đủ đám anh em ạ. Thì trong clip này mình cũng sẽ phân tích cho anh em, hướng dẫn căn bản nhất cho anh em hiểu về chất tướng Murat để anh em có thể leo rank. Một chất tướng bây giờ anh em có thể mang đi rừng và kể cả mang đi được ta thân thì cũng ok. Murat thì nếu mà ở thế tấn công thì sẽ cực kỳ là khỏe, còn ở thế phòng thủ thì sẽ bị hơi hạn chế một tí. Trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về trang bị, bảng ngọc và phù hiệu dành cho Murat, thì anh em cùng theo dõi. Thế trận hiện tại thì nói chung cũng hòa hoãn dành cho hai bên thôi, chưa có bên nào có lợi thế lớn cả. Còn chất tướng của Tem Endic thì ở giai đoạn cuối trận thì cũng có những chất tướng khỏe và cũng có những chất tướng đó là yếu, ví dụ như Van Heo và Ná ở giai đoạn cuối trận thì mình không đánh giá cao. Tất nhiên vì như IG chẳng hạn thì cuối trận nó rất là khỏe quá. Rồi, IG của tém địch thì bỏ chạy rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ lên gánh khu vực trên đường rồng nhé, nơi mới có sự xuất hiện của Viera cũng như đó là Van Heo. Rồi, tình huống này thì mình sẽ đó là khép góc đường về của team bên địch. Nhưng mà team bên mình ăn được một người rồi, ăn được hai người rồi, mình quay trở lại xả thật thương vào Enzo, ảo ảnh chảm rồi lui về một cách an toàn. Tích điểm nội tài đó là con đom đóm này, rồi sau đó thì vào ảo ảnh trảm tiếp. Rồi pha này chơi luôn này, quật luôn này, rồi đủ ảo ảnh trảm và tiền Enzo lên bảng điểm số và lui ra một cách an toàn. Thì đó là sự ảo diệu của vị tướng Murat, khi mà anh em cứ gọi là lướt trên băng trụ thoải mái rồi sau đó giật về. Thời điểm trước trước có những chất tướng cơ đồng ấy thì thực sự Murat là con quái vật. Bởi vì anh em thấy thì cứ vào bắn trụ, ở trong trụ vẫn lên bảng điểm số mà nó rất rác, không tài nào bắt được. Những thời điểm hiện tại vì như các chất tượng Ná này, rồi Ngộ Không, Du Cá, Bến, rất là nhiều vị tướng sát thủ luôn. Và việc bắt bóng của Murat thì cũng đó là dễ dàng hơn so với trước. Nên là vì thế thì Murat bây giờ ít xuất hiện hơn. Hơn nữa bây giờ Murat cũng bị giảm sức mạnh, không giống như thời kỳ Hoàng Kim nữa rồi. Thì tất nhiên vị tướng nào cũng vậy, cũng phải cân bằng, và mỗi mùa thì mỗi bản cập nhật thì có những vị tướng hợp meta. Thì để anh em có thể chơi vị tướng này rồi hiểu rõ vị tướng này đúng không? Chứ nó không thể gọi là mạnh xuyên suốt được. Rồi, bây giờ đang thấy tầm nhìn của Ná tém địch thì khá là thấp máu.
Rồi pha này mình lao ra này, rồi ảo ánh trảm này và tiễn là lên bảng điểm số. Mittemming dính cú hôn gió của Vieira nhưng mà vẫn chưa đủ cái lượng đá mà Mittemming lùi về được. Ở khu vực đường rông Mittemming thì đang thất thế. Rồi pha này thì phải giật bóng lại thôi, bởi vì ván heo thì chắc chắn là mình rất chứ là khó để bắt khi mà chưa có điểm nội tại. Pha này ra bắt Vieira cũng được rồi, lần này thì Vieira hết chạy này, tất tiện Vieira lên bảng điểm số. Ván heo thì cứ từ từ anh em ạ, chứ anh em cố gắng đánh nó thì bởi vì ván heo thì khả năng làm choáng rất chứ rất tốt đấy. Rồi tình huống này mình sẽ tích điểm đổi tài từ con quái này này, lao vào này, ảo anh chàng này. Ui, một tí máu, ôi hay quá nhá. Một phát viễn trinh kích tốt đến từ áo súng và tiện ván heo lên bảng điểm số. Mình tưởng phát đó đủ đám nhá, ai dê là không đủ đám anh em ạ. Ở giai đoạn đầu trận thì mình chưa giảm thời gian hồi chiếu ấy, nên là chưa có thể là từ tích điểm đổi tài đến từ chiều 1 được. Còn giai đoạn V6 thì anh em không còn nữa là quá phụ thuộc vào quái nữa đâu. Anh em có thể tự tích điểm nội tài, kiểu là lượt 2 lần sau đó giật về rồi sau đó anh em lượt tiếp để tích điểm nội tài để có thể kích hoạt phong ấn của chiêu cuối. Rồi bây giờ thì đáng thấy tầm nhìn của Airi Temenic rồi. Pha này 1 điểm 2 điểm đủ ảo ánh trảm và tiền ai đi lên bảng điểm số, nhưng ngủ không tay mình thì cũng dính ngay cơ hỗn gió của Vieira và lên bảng điểm số rồi. Ồ, eo su bắn chuẩn nha, bắn Enzo tem địch bay mau rồi kìa, bắt Vieira này, đủ đám biết. Ảo anh chàng này, chạy đâu, ôi, thế luôn à. Mình ảo anh chàng ở đó là mình nghĩ là trúng cả hai người luôn. Ý tưởng thì tốt nhưng mà Vieira của tem địch nó tốc biến phạt và cuối cùng Vieira còn một tí đám lại không dính cái cú ảo anh chàng của mình. Hơi thảm anh em ạ, thảm thì thầm ấy. Thực tế thì pha đó nếu mà chỉ ăn màng của Vieira thì chắc có lẽ là ảo anh chàng pha đó vẫn đủ tâm để ăn ấy. Về phần chiếu thứ của vị tướng Murat thì mình sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em như sau. Chiếu thứ nhất anh em có 3 lần sử dụng. Lần thứ nhất thì lượt trúng mục tiêu thì sẽ đó là gây sát thương, làm choáng nhẹ mục tiêu một tí. Lần thứ hai thì cũng vậy, còn lần thứ ba anh em kích hoạt một phát thì sẽ giật cái bóng về nơi mà anh em đặt, đó là cái lần lượt đầu tiên. Chiêu thức thứ hai thì anh em sử dụng đó là như thế này, xoay một cái vòng và anh em có thể né được đám băng, đó là chiêu hai nhá. Thì với chiêu hai vô ảnh vực á, thì khi anh em xoay cái vòng như thế này á, thì đối phương mà dẫm phải cái rìa cái vòng ấy thì sẽ bị chịu sát thương và làm chậm tốc độ di chuyển. Còn chiêu cuối thì ảo ảnh trảm. Ảo ảnh trảm thì thứ nhất là anh em phải phụ thuộc vào cơ chế gọi là hồi chiếu, thứ hai nữa là phải mở được phóng ấn. Cho dù anh em hồi chiếu rồi nhưng mà chưa mở được phóng ấn thì vẫn chưa thực hiện được gọi là chiêu cuối. Các anh em để ý thì phía dưới thanh máu của vị tướng Murat thì có thanh năng lượng, dưới thanh năng lượng thì có đó là 4 điểm. Bây giờ mình có 2 điểm này, 3 điểm này, 4 điểm, khi đó mình mới có thể gọi là sử dụng được chiêu cuối. Anh em thấy chưa? Đủ hồi chiếu rồi nhưng mà chưa đủ điểm thì vẫn chưa sử dụng được chiêu cuối. Bây giờ mình có phong ấn rồi này. Nói chung mở được phong ấn rồi và mình đó là kích hoạt được gọi là chiêu cuối đó. Thì đó là về chiêu cuối của vị tướng Murat, anh em cần phải mở được phong ấn. Thì làm thế nào để tích được điểm, đó là anh em thứ nhất đó là tích ở các đòn đánh thương. Mỗi đòn đánh thương thì tích được một phóng ấn anh, hai phạt này, ba phạt này, bốn phạt, anh em thấy chưa? Thứ hai nữa là anh em lượt chiêu một lần thì được một phóng ấn và lượt hai lần thì được hai. Nên là vì thế thì anh em cách tích điểm nội tài dễ nhất á là anh em cứ gọi là đánh thương vào mục tiêu hai phạt rồi sau đó thì anh em lượt lên hai lượt ảo ảnh chạm đó, đơn giản là như vậy thôi anh em ạ. 1-2, 1-2 đấy, ảo ảnh chạm. Thì đó là đơn giản đối với vị tướng Murat, cách chơi là như vậy thôi. Bên cạnh đó thì ở giai đoạn V6 mà đủ hồi chiếu rồi thì anh em có thể gọi là sử dụng đó là chiêu 1 lướt, sau đó thì anh em dập về, sau đó thì anh em hồi chiếu tốt rồi thì anh em lại lượt tiếp và kích hoạt được gọi là 4 điểm, qua đó thì anh em ảo anh chạm được ấy. Thì đó là về chất tướng Murat mà mình phân tích cho anh em như vậy. Cách chơi thì vẫn đó là
cứ cố gắng làm sao để tích điểm nội tài lượt lượt thôi. Rồi sau đó cái mở được đó là phóng ấn của chiêu cuối. Còn chiêu hai thì anh em nên nhớ bật một cách hợp lý nhá. Chiêu hai là một chiêu rất là quan trọng, anh em có thể né được đám đến từ sát thương, kể cả là đám trù cũng được, nhưng anh em phải sử dụng một cách hợp lý. Rồi pha này thì ảo anh chạm vào Viera Temnik lại còn một tỷ máu nữa. Thực tế thì đối với chất tường Viera cũng gây cái độ khó chịu dành cho Murat á. Bởi vì nếu mà nó dồn một combo đẹp một phát là Murat bay mau không kịp tích điểm hoặc là không kịp sử dụng chiếu là chuyển thương. Bởi vì cú hôn gió của Viera, rồi sau đó thì Viera dồn tất cả combo thì các vị tướng thuộc sàng gọi là không có đồ kháng phép thì bay mau ngay lập tức. Tất nhiên thì đối với Murat mà chỉ cần né được chiêu hai và ngón phát là ổn. Rồi pha này sẽ ra bắt Na tìm biến địch này, quay trở lại ảo anh chàng này, tiền Na lên bảng điểm số. Rất tiếc thì pha đó Richter té mình cùng lên bảng điểm số rồi, nên là một pha trao đổi thì cũng chỉ là hòa hoãn thôi. Thì trận hiện tại thì hai bên thì cũng đều ăn miếng trả miếng nhau, chưa bên nào có lợi thế quá lớn cả. Tìm biến mình thì lợi thế hơn về lượng trù và lượng hào vũ khí thôi, nhưng mà cũng chưa có gì gọi là lớn lão. Hơn nữa tìm biến mình thì phụ thuộc vào phong độ của Eo Sú nữa, Eo Sú mà chơi tốt thì ok. Còn Eo Sú mà bắn 10 phát mà trật 5-7 phát thì thôi xong luôn á. Từ đầu nay mình thấy Eo Sú chơi vẫn đang ổn nè. Nói chung 7 phát gọi là kết liễu mục tiêu cũng rất là tốt. Đối với Murat thì ở thế tấn công thì sẽ cực kỳ là khỏe, còn nếu mà thế phòng thủ thì Murat sẽ bị hạn chế hơn. Đây anh em có thể tích điểm nội tài như thế này anh em này, anh em thấy mình lượt 2 điểm đúng không? Có 2 điểm này lượt lên này, lượt lên này. Rồi ảo anh chàng này, rất tiếc lại 1 tỷ đám này anh em ạ. À. Còn 1 tỷ đám nữa là ăn được ván héo và tìm biến định rồi. Đấy, cái cách chơi của Murat thì anh em thấy cũng khá là đơn giản nhé. Nhưng mà anh em lưu ý thứ nhất là sử dụng chiêu hái hợp lý để né đám này. Thứ hai nữa là đặt cái bóng làm sao xa xá nha, anh em mà đặt gần là đối phương bắt được ấy. Đấy, ví dụ mình đặt bóng đấy thì quá là xa luôn rồi. Thêm một lượt nữa là đủ, đó là ảo anh chàng đây, ảo anh chàng này. Rồi giật bóng với đặt xá như thế này thì gần như tưởng địch rất chỉ là khó có thể cơ hội để tiếp cận. Và anh em nên bắt đặt ở những vị trí đó là ví dụ như bụi cỏ chẳng hạn thì sẽ hợp lý hơn để tưởng địch khó bắt hơn đấy. Đây và này ảo anh chàng này bay mau ngay lập tức này, anh em thấy zone combo và thì bia ra bay mau ngay lập tức luôn. Đám của Murat cũng rất chất to luôn, đặc biệt là khi anh em phun đô á thì lên thêm được cái đánh nữa thì cái lượng đám phải gọi là quá là tối ưu rồi. Đây tích cứ tích điểm nội tài như thế này thôi anh em ạ. Nói chung đơn giản cũng không có gì là khó khi chơi Murat. Nhưng mà mấu chốt thì mình đã phân tích cho anh em như vậy rồi. Thứ nhất đặt bóng hợp lý, thứ hai anh em biết mở phong ấn. Ôi hiện tại Enzo tém địch đang đầy lẻ thì mình sẽ về khép góc bắt Enzo của tém bên địch nhá. Rồi Enzo đây đúng không? Chắc chắn thì Enzo lên bảng điểm số rồi. Murat thì nói về đồ cơ đồng thì cũng bức ổn. Về phần trang bị dành cho Murat thì mình sẽ lấy những món trang bị như sau. Đầu tiên thì kiếm trúi hồn đi dư. Thứ hai thì dây kiến cương để kháng hiệu khống chế. Món đồ thứ ba thì sẽ lên thương lóng, giảm giáp, giảm thời gian hồi chiếu. Món đồ thứ tư thì sẽ lên phức hợp kiếm để những cú ảo ánh trảm, cái lượng sát thương sẽ tốt, những cú túng chiếu, cái lượng sát thương sẽ tốt. Món đồ thứ năm thì sẽ lên đó là cái nánh. Cái này cực kỳ là quan trọng này. Thứ nhất là gia tăng thêm 200 công vật lý dành cho Murat, bên cạnh đó máu đối phương dưới 50% máu thì sẽ chịu thêm 30% sát thương. Vì anh em thấy đó tướng địch khá là thấp máu, anh em ảo trảm phạt có thể kết liễu được rất nhiều mục tiêu, đặc biệt là dưới 50% máu. Và cuối cùng đó là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn thôi. Đó là build đồ mà mình sử dụng dành cho Murat. Ôi thôi xấu rồi. Và này thì toang rồi anh em ạ. Anh em thấy thì mình đặt bóng hơi lồ liều một tí. Và ván heo của tém địch thấy vậy là nó tốc biển chơi mình luôn ấy. Sau khi mình ảo anh chạm vào IG của team bên địch. Đây anh em thấy thì chỉ cần lỗi một tí thôi. Gọi là hở hánh, mình chơi hở hánh một tí ấy, chủ quan một tí là tưởng địch nó lên nó tấn công và nó bắt mình liền với cái tốc biến của ván heo làm choáng nữa và mình thì hết chạy. Sau đó thì mình xử lý lỗi anh em ạ. Nói chung đặt bóng lỗi ấy, nên là vì thế mình đã nói với anh em, thứ nhất là anh em biết rồi là phóng ấn mở nội tài để kích hoạt chiêu cuối này. Thứ hai nữa chiêu hai thì anh em sử dụng hợp lý để né sát thương này. Thứ ba nữa là đặt đó là những phá lướt đặt bóng một cách hợp lý. Chứ anh em thấy thì mình chỉ cần thực tế phá đó cũng không phải là quá lỗi, nhưng mà mình chủ quan ấy, cứ nghĩ là tém địch đẹp trù ai ra là tìm mình địch lao lên chơi mình luôn.
thêm cái tốc biển của Van Hell nữa. Thế là vì thế chỉ cần lỗi một tí, chủ quan một tí thôi là anh em có thể bay mau. Bởi vì Murat lên theo thiên hướng phun đám nên là máu thì rất chất là dày. Thì đó là chuyện bình thường thôi anh em ạ. Rồi bây giờ thì team mình cũng đang có lợi thế lớn. Rồi pha này thì lại hai người đúng không? Ảo anh chạm này. Rồi ủi ba người. Pha này mình mất giáp hồ mình thôi. Chưa đủ vàng lên liềm đập mình anh em ạ. Tỉa tê nhá. Ui lượt lên thì lại gặp hai người nữa. Uầy đông đấy nhá. Đông quá anh em ạ. Rất tiếc thì mình chưa đủ lên cái liềm đập mình ấy. Còn vài trăm vàng nữa. Chỉ pha đỏ lên liềm đập mình thì chắc là đủ điểm để tích ẩn ấy. Hơi ẩu một tí rồi. Hơi chủ quán đến từ mình anh em ạ. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má chú nổ sát thương để có thể kết liễu mục tiêu đó là một cách nhanh nhất nhá. Còn về bảng ngọc dành cho Murat thì mình sẽ sử dụng bảng ngọc như sau: ngọc đỏ 8 viên công vật lý xuyên giáp và 2 viên tỷ lệ chỉ mang, ngọc tím 8 viên tốc đánh tốc chạy và 2 viên hút máu, còn ngọc xanh là công vật lý và xuyên giáp. Đó là trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Murat mà mình sử dụng. Thôi bây giờ thì sẽ không chủ quán này nhá, chủ quán để thua ngược nến ấy. Nên là bây giờ không được phép chủ quán nữa, mình có cây liêm rồi này. Bắt luôn Enzo tính minh đích này, chạy đâu, Enzo còn một tí máu rồi, đủ tâm hay không, rất máy nhá. Phá ảo anh chàng đủ tâm, nà tên bên mình bắn vào bằng cái gớm anh quyết. Hắn được đó là kéo xú của tìm bên mình rồi, nhưng mà mình vẫn ăn được màng của nà tính minh đích, mình vẫn đang còn nồi tài của cây liêm đoạt mình nữa. Liên à tên mình bảo đó là bắn thương đi kéo xú. Rồi tầm này thì nói chung không được phép chủ quán này anh em ạ. Lúc này chủ quán nó bị lên bảng điểm số 2 pha luôn. Rồi mình tích điểm nội tài này, không cần phụ thuộc vào lính này. Rồi pha này thì lượt lên này ảo anh chàng này, tiền đó là Airi lên bảng điểm số này. Thì sau nói chung ở giai đoạn phía sau thì anh em đủ 40% giảm thời gian hồi chiếu rồi. Thế anh em việc tích điểm nội tài thì không còn quá phụ thuộc vào đó là những con lính con quái nữa, mà anh em có thể từ gần tích điểm nội tài. Thì đó là về chất tưởng Murat mà mình phân tích cụ thể dành cho anh em như vậy. Về lượng đám thì tất nhiên Murat vẫn là một lượng đám to. Tất nhiên Murat sẽ bị khắc chế bởi thứ nhất các chất tưởng cơ động dễ bắt bóng. Về chất tưởng của team mình ở giai đoạn V6 thì cũng ok, nên là cũng không sợ cho làm anh em ạ. Rồi, mình thì cứ lượt lên như thế này để tích nội tài thôi. Đây, lượt này. Chuẩn bị một ấn nữa là mở được chiêu cuối này. Đây, lượt này. Rồi, ảo anh chạm này, nó lui về một cách an toàn thôi. Nhưng mà anh em thấy thì Enzo đang đầy lẻ anh em ạ. Ông Enzo này giờ đầy lẻ hơi nhiều ấy. Thôi tìm bên mình thì lại phải gọi là biến về để đẹp trú. Khá là khó chịu đến từ Enzo. Đang ăn bữa đỏ đúng không? Ây hello bạn. Chạy nhanh quá. Bây giờ thì mình sẽ bình cho đồng đội gọi là tấn công ta thân xê giá. Tầm này thì nói chung một là kiểm soát ta thân xê giá, hai là đừng có để tém địch bắt. Đừng có để tém địch bắt lẻ rồi, đừng có để tém địch ăn ta thân xê giá. Đáng thấy tâm nhìn của ai gì. Rồi lượt lên này. Ok và này thì chắc có lẽ mình giật bóng về thôi. Bởi vì Vira mà nó dồn sát thương phạt thì mình mất cái giáp hồ mình liền. Mình lại tiếp tục rồi là tích điểm để ảo anh chạm. À IG Đây rồi. Hello bạn. Rồi đủ 4 điểm này. Ảo anh chạm được sử dụng này. Giật bóng lại này. Ăn được màng của IG. Mất giáp hồ mình này. Chơi luôn này, quật luôn này, mình chỉ mất cái giáp hồ mình thôi bạn ơi. Mất tiền, ba người của team địch lên bảng điểm số luôn. Một phá giao tránh quả lần lơi, lại bắt luôn, đó là Van Hell team địch này. Lượt này, lại này. Ôi, và này lấy đi giáp hồ mình thôi, tỉnh dậy thì ăn cũng được. Mất tiền là 1, 2, 3, 4, 5 người team địch lên bảng điểm số rồi. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thành công.